Ờ, câu hỏi tiếp theo thư sư có phải sau khi chết người ta tái sanh ngay lập tức không theo như trong kinh tạng thì sau khi chết chúng sanh đó tái sanh ngay lập tức theo kinh tạng nam truyền ha, theo kinh tạng nam truyền thì không có một trường hợp nào được ghi nhận trong kinh tạng là một chúng sanh sau khi chết họ phải trải qua một giai đoạn trung gian rồi họ mới đi tái sanh đó là sư dùng cái sự hiểu biết và sự uh, thực tế sư đã đọc được ở trong kinh tạng lẫn chú giải nó là như vậy uh. và quý vị muốn hiểu rõ hơn thì vui lòng uh, xem uh, Milanda Panha tức là meeting vấn đáp Bản dịch đã có bản dịch Việt rồi Ở trong đó có nó hỏi về cái sự tái sanh Đó tức là khi một chúng sanh sau khi chết Họ tái sanh ngay lập tức Và không có một cảnh giới trung gian nào cả Cái tốc độ của cái sự tái sanh Nó nhanh Nó nhanh như là cái tốc độ của tâm vậy Bởi vì thực sự cái tốc độ tái sanh Là tốc độ của tâm mà à, Sẽ lấy ví dụ như Bây giờ um, Quý vị ngay lập tức Quý vị nghĩ đến kim tự tháp thì ngay lập tức là cái tâm của quý vị đã có cái có cái hình ảnh kim tự tháp rồi tốc độ nó rất là nhanh quý vị không cần phải mua vé quý vị không cần phải đi bộ mà khi quý vị nghĩ đến đâu thì cái tâm của quý vị nó sẽ chạy lên tới đó cho nên khi một chúng sanh tái sanh thì dù đó chúng sanh đó tái sanh về cõi trời hay tái sanh về địa ngục hay tái sanh về bất cứ đâu thì sự tái sanh đó đều không có thời gian xen kẽ tức là vừa chết là tái sanh ngay lập tức muốn biết rõ hơn có rất nhiều những cái um, bài kinh và chú giải để cho quý vị xem thứ nhất là xem cái mi tiên vấn đáp thứ hai uh, là xem cái bài kinh um... Ở trường bộ trường bộ kinh gì nè trường bộ có một bài kinh mà tự nhiên bây giờ cái cái, cái uh, quên cái tên uh, kinh tệ túc đúng rồi kinh tệ túc uh, trường bộ kinh tệ túc cái thứ ba là quý vị xem cái chú giải kinh pháp cứu đấy uh, và cái thứ tư là xem trong tất cả các cái trường hợp tái sanh được kim mô tả là trong kinh tạng ví dụ như là trong tương ưng đấy À, thì tất cả các trường hợp đó khi mà một chúng sanh mệnh chung thì tái sanh ngay lập tức à, có rất nhiều um, cái nguồn để cho quý vị có thể xem